Vì nhanh thì sẽ có slide, nó sẽ chuyển nhanh. Xin các thầy cô các anh chị nếu cái muốn xem chi tiết thì xem ở trong bài. In rất đẹp rồi nhé. Thì ta đi. Thành thử ra tôi sẽ nói những cái vấn đề gì nó liên quan giữa hai chuyên khoa nhi và tai mũi họng trong cái bệnh viêm tiểu phế quản này. Đấy, bài tôi của tôi thì có 4 nội dung. Bây giờ nội dung thứ nhất, bệnh viêm tiểu phế quản thì phải có một cái định nghĩa rất là quan trọng. Từ xưa này vẫn định nghĩa như này. Trong cái định nghĩa này nói rất hay là vai trò của bệnh là do virus và gây ra những triệu chứng tắc nghẽn phế quản. Mà nếu nó tắc ít thì chữa ở nhà, mà nó tắc nhiều thì phải cho vào bệnh viện. Cái đó là cái rất là quan trọng. Nào, về dịch tễ thì chúng ta chú ý cái gì? Chúng ta chú ý là đại bộ phận các cháu này chỉ ở cái lứa tuổi dưới 2. Cho nên nhiều người mới nói rằng chẩn đoán viêm tiểu phế quản. Nếu anh nào trên 2 tuổi mà anh chẩn đoán viêm tiểu phế quản thì nó gạt luôn. Nó bảo sai, không phải. Đúng không? Đây chúng ta sẽ thấy nghiên cứu. Ngay trong nghiên cứu của chúng tôi thì cũng chỉ thấy các cháu ở dưới 1 tuổi thôi. Chứ không thấy nhé. Đấy, chứ ai mà đấy cháu 3-4 tuổi chẩn đoán viêm tiểu phế quản là người ta cười. Vậy thì cái bệnh viêm tiểu phế quản này có nguy hiểm không? Nếu mà khi nó vào viện chúng ta sẽ thấy một cái cực kỳ hay. Đó là đây là một cái nghiên cứu ở trên bệnh viện nhi. Lại thấy rằng hóa ra cái bệnh viêm tiểu phế quản ho sốt lằng nhằng thế ấy mà cho vào viện sao mà nằm lâu thế. Nằm lâu đứng thứ 2 của bệnh viện nhi trung ương. Đấy, chúng ta thấy nó cũng lằng nhằng đấy chứ không phải không. Rồi những cháu nào cần phải nhập viện, những cháu thường có thêm một yếu tố nguy cơ. Ví dụ đây là các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là có bệnh tim này, có thêm bệnh tim này, có đẻ non này, phải không? Đấy, thì thường là viêm tiểu phế quản mà có thêm một cái bệnh nữa thì cái tỷ lệ nhập viện nhiều hơn. Hoặc là lứa tuổi trẻ càng nhỏ nhập viện càng nhiều. Đây chúng ta sẽ thấy cái số nhập viện từ quãng từ 2 tháng cho đến 6 tháng rất nhiều. Đấy. Hoặc là bây giờ thì may mắn là tử vong bắt đầu giảm. Nhưng mà xin thưa tôi cũng nhớ lại ngày xưa là tôi cứ nửa đêm lại phải gọi lên bệnh viện. Làm cái động tác gì ạ? Làm cái động tác đặt cái ống nội khí quản xuống và cứ thế hút. Bơm rửa phế quản mới cứu được các cháu. Bởi tại sao? Bởi ngày xưa chúng ta không biết phân loại độ nặng và nhẹ. Cho nên có rất nhiều cháu đã đến bệnh viện gần như tắc thở. Ở đây cũng có một con đồng nghiệp của chúng tôi. Nếu mà hôm đấy tôi không lên thì có lẽ cái cháu đấy bây giờ không khó vào đại học được nữa rồi. Đấy. Nhưng mà may mắn là bây giờ. Cho nên cái chẩn đoán độ nặng rất là quan trọng. Đó, đấy. Đại bộ phận là do virus thì trong đó đại virus RSV là hàng đầu. Còn ngoài ra có các cái virus khác nữa. Nó theo mùa. Đại bộ phận là nó từ cái mùa đông xuân ấy. Chúng ta thấy cái nghiên cứu của chúng tôi là từ tháng 9 trở đi, bắt đầu đến tháng 3 là các cháu bị rất là nhiều. Tuy nhiên cái mùa nóng cũng vẫn có. Các triệu chứng thì rất dễ. Nếu để ý rất dễ. Bao giờ nó cũng có các biểu hiện của nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, nào hắt hơi, sốt, chảy nước mũi, đúng không? Đấy, tất cả. Đôi khi có những cháu sốt rất là cao trong những ngày đầu. Nhưng mà sau 3-4 ngày của cái biểu hiện ở đường hô hấp trên thì bắt đầu xuống đường hô hấp dưới là tiểu phế quản, bắt đầu có triệu chứng khò khè và ho rất nhiều. Ở đây có cả các đồng nghiệp trong miền Nam, cho nên là cái danh từ khò khè ở trong miền Nam hình như là nói tiếng thở rít. Đấy, tiếng rít. Thế nhưng mà bây giờ tôi phải ví dụ luôn, không có là lại nhầm giữa cái tiếng thở rít và cái tiếng khò khè. Có đứa thì nó thở rít thì lại bảo là khò khè, có đứa thì khò khè nó bảo thở rít. Tôi ví dụ này, thở rít này, khò khè này. Lẽ nhiên nghe phải ghé tai và khó nhá, tương đối là như thế. Đấy. Nếu mà sai cái chỗ này tôi đảm bảo là rất nhiều người sai. Thế cho nên sai chỗ này là nguy hiểm, chẩn đoán sai. Thế rồi sau đó thì chúng ta có thể khám phổi, thấy một số các cái gian vân vân. Nếu chúng ta chụp phim, các hình ảnh phim không có cái gì là ghê gớm cả. Đây chúng ta thấy có thể có cái hình ảnh phim tăng nhánh phế quản,
có hình ảnh phim gọi là tăng sáng, có hình ảnh phim gọi là làm cho cơ hoành nó bị ngang ra, không có cái gì ghê gớm cả. Vì vậy vấn đề chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng. Đây cứ khám thôi, có cái ống nghe thôi, nghe bằng tai thôi, đúng không? Rồi quan sát à, là ra bệnh hết. Đấy. Thế còn nếu chẩn đoán độ nặng thì chúng tôi xin giới thiệu 4-5 cái chỉ số độ nặng của các nước. Nhưng mà như thầy Sơn vừa nói, rất quan trọng là nhịp thở. 4-5 cái đây thì người ta đều có nhịp thở đây. Cái chỉ số của một cái nước thứ hai đây, chúng ta thấy cũng là nhịp thở, đúng không? Thêm, nếu bây giờ có thêm so với ngày xưa, đó là thêm được SAO2, đo SPO2. Tại vì bây giờ một số phòng cấp cứu đều có cái máy SPO2 đó. Rẻ nhất chỉ vài triệu thôi hả? Thì đo cái thì bây giờ hơn được ngày xưa thế. Chứ nhưng mà người ta vẫn cho là không bao giờ bỏ qua được nhịp thở. Đấy, chúng ta phải quan trọng đây. Những cái của New Zealand họ cũng tính cái nhịp thở rất là quan trọng. Để cho nên là đếm nhịp thở. Nhiều khi nếu chúng ta không đếm nhịp thở, bỏ sót là có đứa trẻ chết đấy. Diễn biến lâm sàng thì thế nào? Tại sao cái bệnh này mà lại nằm ở trong viện lâu thế? Thì hóa ra là nó thế này. Có những đứa nó diễn biến đến một tháng. Đấy. Nhưng mà không sao ạ. Tôi rất nhiều lần được hội chẩn là các chị cứ khám một em bé ho sốt xong vào chẩn đoán viêm tiểu phế quản, hoặc thậm chí nhầm thành viêm phổi. Xong rồi cứ chữa mãi cứ kháng sinh suốt ngày. Thế hóa ra đến nơi hỏi thế nào bảo đứa trẻ cứ cười tươi. À, cười tươi. Thế hóa ra vào đến thì tại sao cứ giữ ở bệnh viện? Hóa ra là các vị dùng cái ống nghe, các vị nghe thấy một vài tiếng gián là cứ sợ sốt gió đi. Tôi bảo cho nó về. Đấy, xin thưa là như vậy nhá. Nghe tiếng gian ở phổi của những đứa bé này không có ý nghĩa gì trong việc giữ nó ở bệnh viện. Đấy, vì cái diễn biến nó như này. Cứ cho về nó không sợ. Nếu nó ăn uống bình thường, cười tươi, bú tốt, nhịp thở không tăng, hết sốt, về. Kệ nó, cái tiếng gian đấy nó sẽ có rất lâu, không sợ. Thế bây giờ những cái đứa nó dài như thế thì nó thế nào? Những cái đứa nó dài như thế thì nó có khả năng biến chứng thành sau này là bị hen. Đây chúng ta sẽ thấy những em bé bị hen song viêm tiểu phế quản tương đối rất nhiều trong các cái nghiên cứu này. À, tại sao em bé bị hen? Những em bé nào mà viêm tiểu phế quản mà do con virus RSV thì tỷ lệ bị hen tăng lên. Hen liên quan đến cái độ nặng của viêm tiểu phế quản. Người ta thấy rằng những cái cháu mà viêm tiểu phế quản mà bị nhập viện ấy, nặng đến mức phải nhập viện thì sau này bị hen nhiều hơn. Đấy, còn những cái đứa mà chỉ chữa ở nhà thôi thì ít bị hen hơn. Hoặc giả là không những hen mà còn bị các bệnh dị ứng khác. Ở đây chuyên khoa tai mũi họng thì có gắn liền với chúng ta ở bên nhi là viêm mũi dị ứng. Những cháu bị mà viêm tiểu phế quản mà cứ kéo dài thì sau này bị viêm mũi dị ứng cũng nhiều hơn. Bây giờ về điều trị, tôi phải nói luôn, tất cả các biện pháp điều trị được thử nghiệm mà trên nghiên cứu thì gần như chẳng có cái phương pháp nào là có bằng chứng để giải quyết. Để chúng ta sẽ xem rất là nhanh. Nhưng mà sau đó chúng ta phải áp dụng các cái nghiên cứu này như thế nào là một câu chuyện. Đây ví dụ người ta cho rằng adrenaline khí dung thì có thể giải quyết được vấn đề khó thở. Tuy nhiên nó chỉ giảm ở cái ngày thứ nhất thôi. Còn những ngày sau cũng chả có thay đổi gì giữa cái nhóm mà có dùng khí dung adrenaline với không dùng, cũng không ăn thua gì. Hoặc là người ta cộng với dexamethasone. Chúng ta cũng thấy là chỉ có giảm được cái tỷ lệ nhập viện lúc ở ban đầu thôi. Còn nếu mà theo dõi về lâu dài thì cũng không có thay đổi lắm. Đấy. Thường corticoid, chúng ta cứ tưởng là cái thuốc này là ghê gớm. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là không thay đổi gì kể cả cái ngày đầu em bé bị nặng đó. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta dùng corticoid thì kinh khủng luôn. Đúng không? Hoặc là Leukotriene thì chúng ta thấy nếu Leukotriene mà chúng ta chữa ở trong giai đoạn cấp
Đấy, thì cũng không có sự khác biệt thì nếu mà theo dõi lâm sàng trong 7 ngày đầu. Một cái nghiên cứu gần đây nhất người ta ca ngợi đó là nước muối. Đấy. Và adrenaline. Nhưng mà nếu mà như thế này ạ, nếu mà chúng ta dùng theo nhu cầu, liều theo nhu cầu, chứ còn đừng có cho thuốc từ sáng, là ví dụ ngày hôm nay sáng bác sĩ đến cho thuốc phải không? Thế là 3 lần khi dùng nước muối. Thế là y tá cứ lúc đó không khó thở cũng cứ khí dung, cái lúc đó khó thở thì không khí dung, đúng không? Đấy, cho nên khí dung mà liều theo nhu cầu có nghĩa là khi nó có triệu chứng thì mới làm, còn khi nó không có triệu chứng thì đừng có làm, đừng chia ra, cứ lĩnh thuốc đều đặn ha. Đứa trẻ đang cười tươi này, bác ra khí dung đi, vì đến giờ khí dung rồi mà, đấy không ăn thua gì đâu nhá. Đấy. À, trong nước muối thì bây giờ người ta nói đến nước muối ưu trương thì tốt hơn là nước muối thông thường. Đấy, thì đây là các nghiên cứu về nước muối ưu trương thì đại bộ phận là nó thấy khá hơn nước muối thông thường rất nhiều. Đấy, ví dụ kể cả khi dùng nước muối ưu trương cộng thêm với adrenaline thì chúng ta sẽ thấy là giảm cái thời gian nằm viện. Đó. Đấy, giảm thời gian nằm viện tất cả. Như vậy tóm lại, sau khi tổng hợp tất cả các nghiên cứu như thế thì các cái guideline người ta đưa ra những cái gì? Người ta đưa ra cái rất đơn giản thôi ạ. Một là ví dụ như là của Mỹ thì dùng nước muối ưu trương, nặng quá thì cho thở oxy và bù dịch. Bù dịch thì cứ uống, không uống được đặt cái sông, hãn hữu mới phải truyền. Một số cái guideline khác ví dụ như của NICE thì chú ý thêm vấn đề hút đờm dãi. Đấy. Cũng là thở oxy rồi bù dịch vào. Đấy. Như vậy là các thuốc chữa triệu chứng là chính thôi, chủ yếu là triệu chứng. Bây giờ đến phòng bệnh, rất nhiều thầy thuốc nhi khoa hiện nay là chú ý đến phòng bệnh. Đấy là vì sợ nó sẽ sau này nó thành hen, nó khó khè rồi về thì cũng khó, cũng khổ. Thì ở nước ngoài thì người ta chú ý đến độ nặng của bệnh nhiều hơn, vì người ta sợ lắm, vì có thể có tử vong. Đấy, có thể có tử vong, cho nên người ta có dùng palivizumab rất đắt tiền. Tôi nghĩ rằng chỉ giới thiệu đây thôi chứ Việt Nam chưa có. Người ta chỉ dùng cho những trường hợp nào? Người ta dùng cho những trường hợp mà đứa trẻ có một nguy cơ. Đấy, trong vòng 1 tuổi sinh ra mà có một nguy cơ. Ví dụ như là trẻ 1 tuổi mà lại có bệnh tim, có bệnh phổi mãn tính, hoặc cái trẻ này đẻ quá non, thì người ta dùng cái liều này 15mg cho kg nặng, 5 liều cho 1 tháng. Và người ta dùng ngay ở cái tháng mà chuẩn bị có thể bị, ví dụ vào đông cái tiêm trước luôn. Đấy, uống trước. Các biện pháp khác rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta nhiều khi không để ý. Ví dụ rửa tay, rồi tránh khói thuốc lá. Ôi giời ơi, khói thuốc lá. Không biết là các thầy cô ở Tây Nguyên có nghiện thuốc không? Chứ bên hốp của chúng tôi làm về hốp nhưng mà nghiện kích khủng luôn. Đấy, thế mới ác gì nữa. Và tôi xin thưa, những cái thuốc lá này làm cho đứa trẻ cứ bị đi bị lại, cứ bị đi bị lại. Đấy, tôi gặp khá nhiều trường hợp mà gia đình có ông bố hút thuốc, xong là cứ mắng bà mẹ hả, làm sao mà lại nuôi con mà đoảng thế, còn cứ bị đi bị lại hóa ra ông cứ hút suốt ngày thôi. Đấy. Cho nên tôi mới bảo là bố hút thì con ho, mà bố sướng thì con khổ. Đấy. Nên thuốc lá rất là quan trọng. Montelukast gần đây rất nhiều thầy thuốc kê dài cho trẻ con, thuốc cũng không phải là rẻ tiền nha. Nào chúng ta hãy xem nghiên cứu của người ta, cũng không ăn thua gì. Cho nên thôi kê vừa vừa thôi nhé. Không tốn tiền nhân dân. Bronchovaxone thì gần đây bắt đầu có những cái nghiên cứu cũng tương đối bài bản, thì có thể giảm khò khè thôi. Người ta không nắm rõ hẳn hẹn, người ta nói là giảm khò khè thôi. Đấy, thì còn có lẫn giữa anh hen và anh khó khè. Chúng ta thấy
ví dụ như tổng số ngày khò khè cộng dồn cho một bệnh nhân, hoặc là số ngày khò khè trên một đợt bệnh nhân ở cái nhóm mà dùng bronchoalveolar so với nhóm không dùng, thì người ta thấy giảm tương đối là rõ rệt. Đấy. Thậm chí người ta còn nghiên cứu cả các INF beta trước và sau khi dùng bronchoalveolar. Đấy, đây cũng thế à. Hoặc là người ta thấy là ức chế giải phóng IL-1 vân vân. Đấy. Và như thế, để kết luận lại, ngắn gọn. Viêm tiểu phế quản nhá, là một cái bệnh gặp ở trẻ dưới 2 tuổi thôi. Đấy. Trên 2 tuổi thôi, quên cái bệnh đi. Đấy là quan trọng này. Cái thứ hai, chẩn đoán chủ yếu dựa lâm sàng, không có xét nghiệm gì cả. Không có chụp phim, xin thưa. Gần đây tôi rất thương trẻ con là bởi vì đứa nào vào chụp phim. Nếu mà con các anh chị một tháng nó 2 lần ho sốt mà các anh 2 lần chụp phim thì độ 6 tháng nó bao lần chụp phim. Mà sau này nó ung thư thì lại cứ bảo là do ăn uống, nhưng mà hóa là do chụp phim nhiều. Đấy. Điều trị chủ yếu là triệu chứng nha. Hút đờm dãi này các thầy ở bên Tai Mũi Họng là rất giỏi với cái này á. Bơm rửa mũi rồi tất cả các thứ đấy. Đấy, cái đó rất là tốt cho những trường hợp này để nó chống khó thở. Còn nếu nặng hơn thì chúng ta cho vào là gì? Thở oxy, phải không? Rồi thì bù dịch luôn luôn là uống là quan trọng nhá. Đấy. Và gần đây tôi phải nói thêm một tin. Đừng có uống cái Orezon mà thực phẩm chức năng nhá. Mấy ngày vừa rồi tôi phải nói rất là hoang hoang ở trên đài, ở trên TV báo. Đấy, Orezon là Orezon thuốc, đừng uống thực phẩm chức năng nhá. Và cuối cùng phòng bệnh thì chúng ta có một số biện pháp là phòng bệnh như vậy. Xin cảm ơn các thầy cô và các anh chị.